Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Thảo Luân Hôm. Quý vị thân mến, nhiều gia chủ khẳng định rằng đã xây nhà thì phải xây nhà mái Nhật. Kiến trúc mái Nhật mang đến vẻ đẹp mới lạ, ấn tượng, kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và truyền thống. Cũng chính vì lý do đó, kiểu kiến trúc này luôn được ưa chuộng trong suốt thời gian vừa qua, kể cả thành thị và nông thôn. Nếu quý khách đang ấp ủ dự định xây nhà trong năm nay thì sau đây sẽ là top 3 mẫu nhà mái Nhật hot trend trong bộ sưu tập mẫu nhà đẹp của Thảo Luân Hôm dưới đây để có thêm gợi ý cho mình nhé. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Thảo Luân Hôm đang có cực kỳ nhiều chương trình ưu đãi dành cho quý khách hàng thiết kế và xây dựng nhà. Quý khách hàng sẽ được giảm ngay 10% khi ký hợp đồng thiết kế, giảm 15% khi ký hợp đồng thiết kế online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và đặc biệt chiết khấu từ 3 đến 8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà và ưu đãi hấp dẫn sẽ luôn được cập nhật liên tục trên fanpage và website của Thảo Luân Hôm. Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với hotline của Thảo Luân Hôm để được hỗ trợ tư vấn và nhận ngay ưu đãi lớn. Thảo Luân Hôm tự hào là đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công trọn gói trên toàn quốc với phương châm mang đến giá trị tuyệt vời nhất cho không gian sống của mỗi gia đình Việt. Thảo Luân Hôm tiên phong áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning và khảo sát, thiết kế, thi công và số hóa nhà ở sẽ giúp cho quý khách hàng giám sát và quản lý công trình một cách sát sao nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sở hữu đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, thiết kế thi công với chi phí hợp lý nhất, đúng nhu cầu của từng gia chủ và đảm bảo tiến độ đề ra. Thảo Luân Hôm chuyên thiết kế và thi công các mẫu nhà cấp 4, nhà mái Thái, nhà mái Nhật, biệt thự, lâu đài, khách sạn, v.v. Với sự phát triển mạnh mẽ, Thảo Luân Hôm đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành với nhiều chi nhánh lớn nhỏ như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Gia Lai, Cần Thơ, Củ Chi, v.v. Nhờ vậy, Thảo Luân Hôm đã rút ngắn được nhiều thời gian và thuận tiện hơn trong việc tư vấn, khảo sát, thiết kế và thi công trên mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, Thảo Luân Hôm đã vinh dự được nhận giải thưởng uy tín, giải thưởng thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Việt Nam Top Brand 2021, tự hào là đơn vị dẫn đầu xu hướng nhà đẹp hàng đầu hiện nay và ứng dụng tốt trong phong thủy nhà ở. Công ty luôn được nhiều báo đài truyền thông lớn như đài truyền hình HTV1, VTV3, HTV9, các trang báo điện tử uy tín và các tạp chí xây dựng đưa tin. Thảo Luân Hôm còn sở hữu độc quyền phần mềm tra cứu phong thủy do chính chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc ông Lê Đình Thao trực tiếp lập trình, được nhiều kỹ sư, chủ đầu tư quan tâm tham khảo. Quay trở lại với top 3 mẫu nhà mái Nhật trong bộ sưu tập nhà đẹp của Thảo Luân Hôm ngày hôm nay. Quý vị thân mến, kiến trúc mái Nhật được du nhập vào nước ta và thịnh hành trên mọi miền tổ quốc. Và để hiểu rõ hơn lý do tại sao kiến trúc mái Nhật lại được yêu chuộng đến như thế, hãy cùng Thảo Luân Hôm chiêm ngưỡng ngay sau đây nhé. Mẫu nhà nằm ở vị trí thứ 3 mà Thảo Luân Hôm muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay chính là mẫu nhà mái Nhật 1 tầng của gia đình anh Tuấn ở Long An. Nếu quý vị yêu thích vẻ đẹp tinh tế, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng thì mẫu nhà này chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho quý vị. Với diện tích khuôn đất 10m x 15,4m, đội ngũ kiến trúc sư của Thảo Luân Hôm đã tính toán và lên phương án thiết kế thi công nhà mái Nhật hợp lý, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Cụ thể, công năng của nhà mái Nhật 1 tầng này gồm có một phòng khách, một phòng làm việc, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng ăn, hai nhà vệ sinh và một phòng tắm. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, mặc dù hình khối kiến trúc không quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp tinh tế, gây ấn tượng với người nhìn. Mẫu nhà mái Nhật này là sự kết hợp hài hòa giữa tông màu xám của ngói, màu trắng của tường và màu sơn nước đỏ gạch. Tất cả màu sắc được phối hợp sử dụng đan xen, khéo léo, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, đầy thẩm mỹ cho tổng quan ngôi nhà. Đặc biệt, Thảo Luân Hôm luôn đặt những lợi ích của gia chủ lên hàng đầu, đảm bảo tiện nghi, phong thủy nhà ở trong từng chi tiết thiết kế. Mỗi đường nét thiết kế đều được các kiến trúc sư của Thảo Luân Hôm dày dặn kinh nghiệm tính toán chính xác, đảm bảo an toàn và mang lại tài vận, may mắn cho gia đình. Toàn bộ hệ cửa của ngôi nhà được sử dụng hoàn toàn bằng cửa kính khung gỗ, thiết kế mở rộng theo đúng kích thước lỗ ban. Không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng mà còn tạo cảm giác thông thoáng, giúp cho gia đình có thể tận hưởng không gian thư giãn thoải mái. Đến với vị trí thứ 2 top những mẫu nhà mái Nhật hot trend năm 2021, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhà mái Nhật 2 tầng của gia đình anh Sĩ ở Phú Thọ. Thảo Luân Hôm tự hào là đơn vị dẫn đầu trong xu hướng nhà đẹp, đặc biệt là nhà mái Nhật. Thảo Luân Hôm trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều gia chủ xây dựng tổ ấm trên mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, nhà mái Nhật sở hữu vẻ đẹp bề thế, thanh tao, khiến cho bất kỳ ai từng gặp qua cũng phải trầm trồ khen ngợi. Sự kết hợp giữa tường trắng và ngói xanh của ngôi nhà vô cùng hài hòa, tạo nên cảm giác gần gũi, thân thiện. Bên cạnh đó, thiết kế tông xuyệt tông với hệ cổng càng góc phần định hình được phong cách hiện đại hơn. Ở ban công có thiết kế lan can kính cường lực, càng tôn lên thêm vẻ đẹp hiện đại và bền chắc cho ngôi nhà. Hệ cột và chân tường được ốp đá xung quanh đảm bảo sự sạch sẽ và gọn gàng. Sự cách điệu này sẽ góp phần làm tổng quan ngôi nhà ngày càng hiện đại và sang trọng hơn.
Cách bố trí các phòng của ngôi nhà này được tính toán một cách hợp lý dựa vào mong muốn của gia chủ, gồm có một phòng khách, một phòng thờ, 5 phòng ngủ, một phòng bếp, ban công và hai nhà vệ sinh với tổng diện tích mặt sàn hơn 117m2. Vị trí đầu bảng trong top mẫu nhà mái Nhật đẹp được nhiều người quan tâm nhất hiện nay chính là mẫu biệt thự mái Nhật của gia đình anh Hòa ở Vũng Tàu với diện tích đất gần 1.000m2. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn tìm kiếm một không gian bình yên để nghỉ ngơi và thư giãn. Và biệt thự mái Nhật này mà Thảo Luân Hôn giới thiệu ngày hôm nay chính là một gợi ý tuyệt vời nhất. Thiết kế biệt thự với đầy đủ tiện nghi đang là sự lựa chọn hàng đầu của những gia đình có khuôn đất rộng. Sau khi khảo sát, đo đạc kỹ càng, các kỹ sư, kiến trúc sư của Thảo Luân Hôn đã lên phương án thiết kế thi công trọn gói, gồm cảnh quan sân vườn, hồ bơi, tiểu cảnh, sân tennis và các biệt thự với công năng hợp lý với diện tích khuôn đất gần 1.000m2. Cụ thể là các biệt thự này gồm có một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung, một phòng bếp ăn, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh và một sảnh cà phê. Ngôi nhà thu hút ánh nhìn với gam màu trắng và màu ghi, cùng với các chi tiết trang trí, họa tiết càng tôn lên được vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cho mẫu biệt thự này. Hệ cổng và tường bao của biệt thự được thiết kế đơn giản, đồng nhất với màu sắc và phong cách thiết kế của ngôi nhà. Từ khu vực cổng đi thẳng vào khu vực gara xe được thiết kế riêng biệt nhằm đảm bảo sự an toàn, hạn chế tiếng ồn hiệu quả. Không gian còn lại được thiết kế nhằm đảm bảo sự hài hòa, sinh động và tăng cường sức khỏe cho gia đình, gồm có một hồ bơi, khu vực trồng tiểu cảnh, cây xanh và sân tennis. Với diện tích biệt thự khá lớn, các kiến trúc sư của Thảo Luân Hôn đã thiết kế 4 lối đi liên kết với không gian bên trong và bên ngoài của ngôi nhà. Nhờ cách bố trí hợp lý như vậy sẽ vừa bảo đảm được sự thuận tiện, an toàn và tạo được sự thoáng mát cho không gian sinh hoạt lý tưởng. Biệt thự mái Nhật này được sử dụng kết hợp hệ cửa gỗ tự nhiên và cửa nhôm kính có độ bền chắc, chống chịu lực cao. Điểm đặc biệt không thể không nhắc đến chính là không gian cà phê ở sảnh phụ với diện tích rộng rãi. Tại đây được đặt bộ bàn ghế để gia chủ có thể thư giãn, ngắm cảnh và đón tiếp bạn bè. Với thiết kế bo tròn uyển chuyển, nhẹ nhàng tại đây có thể xem là một điểm nhấn đặc biệt của biệt thự này. Trên đây là top 3 mẫu nhà mái Nhật Hot Trend năm 2021 được nhiều chủ đầu tư yêu thích và lựa chọn tham khảo. Quý khách yêu thích kiểu kiến trúc nào, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Nhanh tay liên hệ ngay với số hotline 0834 54 74 74 0919 54 74 74 hoặc 0374 33 55 66 để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Luân Hôn liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe kênh Thảo Luân Hôn để theo dõi và cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp.